Rồi em nói luôn cái gì nữa nè. Là gì? Thí dụ như giờ cô chú anh chị mình nói, bây giờ em chốt 3 cây Dạ. thì là em sẽ muốn ghép với giống mai gì, em sẽ ghép luôn để em gửi. Là có cộng thêm gì nữa không chị? Không không chị không cộng thêm Ồ. gì hết trơn á, tại vì Dạ. bo nhà mình hiện giờ nó À. nhiều giống quá rồi, Dạ một dạ. hai bo mà đâu có thành vấn đề gì. Dạ Thì rồi. hôm nay á là chị đóng cho khách á, thì đa phần á là hai bo. Dạ. Thì thí dụ như bây giờ cưng thích mấy bo chị đóng mấy bo vô coi, chứ Dạ. không có gì hết trơn Dạ. á. Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của chị Úc Phương ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để em quay luôn với cả nhà một số mặt hàng mai vàng mình chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ clip ngày hôm nay cho chị Úc Phương nha. Dạ em chào chị. Rồi chị chào Trọng Dạ. ha, chị xin kính chào cô chú anh chị. Dạ. Ngày nay quay trở lại clip mới thì chị em cũng có giới thiệu một chút phân thuốc của nhà vườn mình xài Dạ. với những cái cây giống rồi mai Dạ. chơi Tết đồ Dạ. rồi mai tàn đồ, nói chung là mai nhí nhảnh chốt vô hơi nhiều cây. Dạ. Dạ như cái này là nhà vườn em mới ghép, mới dỡ bịch ra được 2 đêm nè đó. À. Rồi cái bắt đầu cái em sử dụng thuốc, từ từ cái em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình đang coi ai có nhu cầu xài như em á thì xài Dạ. ha. Cái này ghép mình mới tháo bọc nè cả Mới nha. tháo bọc Dạ. được 2 đêm rồi, tháo chưa đều hết nữa nè, vẫn Dạ. có số còn đang Rồi cái lô phôi trên này để cũng đẹp nè cả trên nha, góc vườn à, không nè cô cả chú nha. anh chị của mình á là cái lô phôi này có thể là ra riêng, em giao lưu với là tàn sùm rồi đó nha, Dạ. tại vì nay cũng giữa Nay giữa tháng giữa gần giữa tháng giữa 10 tháng mình 10 đây dạ. à, tháng 10 tháng 11 cái chạp viên là nó được 3 tháng là cây bình lợi đồ này kia, những cái giống mới bây giờ là tàn khá lắm rồi đó. Dạ. Ừ. Rồi đây cả Rồi nhà thôi ơi, tổng quá chừng luôn. xong lại chị giới thiệu phân thuốc cho cô chú mình xài luôn. Rồi giờ em sẽ giới thiệu cho cô chú mình xài là cái phân thuốc gì mình nên xài cái thời điểm nào đồ này kia ha. Dạ. À, thì ví dụ như bây giờ cái cây ghép em mới dỡ bịch ra đó thì mình nên xịt cái chai là siêu vun chòi, Dạ. siêu vun chòi dưỡng lá nè cô chú anh chị. Ví dụ như là mình dỡ bịch ra rồi là mình xịt nó một lần thì vừa dỡ bịch ra là mình xịt liền Dạ. ha. Rồi đó là kế đó là mình sẽ xịt cái sạch nấm bệnh vô, Dạ. tại vì cái cây lá non là luôn luôn lúc nào là nó cũng dễ xâm nhập bệnh, cho Dạ. nên nó là mình xịt cái đó khoảng 2 ngày là mình sẽ xịt cái sạch nấm bệnh vô Dạ. đó. Rồi cái khi mà cái cây mà nó lên nó đã nó lên khoảng chừng là tháng rồi Dạ. mà thí dụ nó vượt đợt nó tốt vậy á thì thôi, còn nếu như mà nó lì lì mà nó không có ra đợt nữa á Dạ. thì mình nên á là cộng cái thuốc là đánh thức mắt ngủ này vô Dạ. với cái siêu bung trời này vô Dạ là rồi. mình cộng, là mình cộng nhẹ nha cô chú anh chị. Dạ. Cái chai này cái liều lượng của nó bình thường á là nó xài là 25 lít nước, mà nếu như mình cộng mình xịt vô những cái cây mà nó lì vậy á, nó không có chịu bay đợt á Dạ. thì mình nên xịt nó là khoảng chừng 60 lít nước 60 đó. lít. À, Dạ. đặng mình tăng cái lượng nước lên đó, chứ mình xịt như cái cây phôi có 25 lít nước á Dạ. thì cái lá nó vẫn ra nhưng mà nó bị dũm, nó Dạ. dũm lại chứ Dạ. nó dũm nó giòn gụm cái lá mai luôn, Dạ. chứ nó không có phải như bình thường mà nó dẻo dẻo nó mềm mềm dày đó Dạ. ha. Dạ. Còn cái sạch nấm bệnh này thì bà con nên xịt cũng xịt liền vô trong cái thời điểm là dỡ bịch chừng 2-3 ngày Dạ. ha. Dạ. Ừ. Rồi cái siêu kích rễ này á bà con thì á là mình nên kết hợp là mình cũng xài liền luôn, Dạ. xài liền luôn trong cái thời gian á là ghép đồ này kia vừa xong rồi á là mình cũng xài liền vô, Dạ. là dỡ bịch đồ rồi á thì mình nên cộng với là cái phân cá vô, Dạ. tại vì cái thời điểm này á là cái đợt non nó ra là cái rễ cám ở dưới nó cũng ra, nó Dạ. ra rễ mới thì mình nên tưới phân đồ vô nhẹ nhẹ vô để cho nó có chất dinh dưỡng luôn Dạ. đó. Cái thời điểm này mình nên hút vô để cho cái đợt nó bay lên, cái cũng như cái cây nó không bị ngẵn Dạ. là nó sẽ phát triển luôn, Dạ. nó vậy đó. Dạ. Còn cái chạ tạo chậu như ý này là bà con mình để dành dùng cho cây phôi ha. Dạ. Em nói là em nói đâu đó là cho chín chắn em mới chịu chứ mà ấy em không chịu, tại Dạ. vì cái cây như cái keo như ý tạo chòi này á là mình á là vừa mua cây về là mình cắt cắt để mà mình tạo một cái dáng một cái cây mới, thì mình sẽ tha cái keo này trên cái đầu cây, tha ướt xuống luôn vòng vòng ở dưới vậy cũng được, Dạ. đặng mà cái chòi nó đi lên luôn. Dạ. Rồi thí dụ như mà cái cây mà nó cao cao, nó tầm cao cao như bên đó chú Vi mà nó cống một hai nhánh thì bà con có thể khất vô đó tét một miếng keo này vô Dạ. để mà tạo cái chòi mé bên kia luôn Dạ. thì nó được nha bà con.
Chứ còn như mà cái cây nó đã già, nó đã lớn rồi mà mình muốn ở phía bên đó, hồi đó mình chưa biết keo này, giờ mình biết, mình muốn tạo thêm cái chòi cho nó ở bên kia nữa thì thành ra là nó không có dinh dưỡng để nó cung cấp nổi những cái chòi mới đó đâu. Nó chỉ nó nuôi bên đây quá đi nhiều thì nó nuôi bên đây, chứ cái chòi nhỏ như đó làm sao nó nuôi nổi. Nó dẫn lên, em bảo đảm nó dẫn lên đó bà con, thì bà con thấy là mát mát liền. Hồi đó thiệt có, nhưng mà nó không có nuôi nổi hả như cái nhánh ở mé bên đây đâu đó. Nói chung là cái nó có hiệu quả, nhưng mà nó hiệu quả là cho cây phôi dày nó 80-90% nha, còn như cây 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 già là không có nha bà con. Cái đó là em nói thiệt đó. Cái siêu phục hồi này nè bà con, là mình nên kết hợp với cái dưỡng rễ, kích rễ đó, để mà mình tưới cho những cái cây mà nó yếu yếu. Ví dụ như những cái cây mà mình nuôi nó đã già rồi mà nó suy, nó không có phát triển nổi á, thì mình nên nó là cộng cái siêu phục hồi này á, là với dưỡng rễ, kích rễ này á, là mình tưới, hoặc là mình lấy cái siêu phục hồi này mình xịt ở trên cái cây kia không cũng được nữa, là giờ xịt vừa tưới luôn ha. À, còn cái combi này á, là nó có cái tác dụng á, là nó bổ sung vi lượng cho cây. Những cái cây mà nó thiếu chất vi lượng á, là nó bị vàng lá gân xanh đó đó, thì á, đó là nó thiếu chất vi lượng. Bà con mình nên tưới cái combi vi lượng này vô là nó sẽ xanh cái lá, nó xanh dần dần lại nha, chứ không phải nó xanh le đen như cái mình tưới phân rồi này kia đâu nha bà con. Nhưng mà nó xanh trở lại hồi nào có thể mình không hay luôn, bị ngày nó đi chích 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 á, hoặc là có thể nó mình không hay đó. Còn cái siêu calibo này là cái thời điểm này, thời điểm chính của siêu calibo là nó sẽ có tác dụng là nó ra nuôi nụ nụ bé, nó nuôi cho nó mau lớn. Thúc mình xịt nụ. mình xịt dẫn lên cho tới thời điểm lãi lá rồi, mình cũng vẫn phải xịt một lần nữa, lãi lá rồi xịt lần nữa, đặng cho nó chống cái rụng bông á bà con, với á, hả là nó màu bông nó sáng đẹp hơn. Là cái siêu calibo này bắt đầu từ đây Silicon tới Tết là nó sẽ xài nhiều nhiều Leaper. các loại dưỡng, tại vì dưỡng là mình xài quanh năm. Nói chung là dưỡng là mình xài quanh năm, mà nhưng mà cái thời điểm này thì ví dụ như cây mới của em á, thì cần phải dưỡng. Còn như cây già của mấy anh chị mà chơi lá chơi bông Tết tới rồi thì không cần phải dưỡng nữa, coi như bộ thuốc này của em là nó có thể xài quanh năm đó. Thì đây em cũng giới thiệu sơ cái phần giá cả làm cho bà con mình khỏi có phải lo mắc rẻ điều gì hết. Thì như bốn chai này Bốn là chai đầu. nó là 80.000 một chai nha. Còn cái chai sạch nấm bệnh là 120, chai phân cá là 100, còn cái chai ủa cái gói là siêu phục hồi thì 30.000. Còn cái combi này thì nó 40.000, cái siêu calibo 15.000. 15.000. Thì bây giờ em nói luôn cái phần là bao ship, là coi như là cái phần lợi nhuận của thông thuốc này em không có nhiều, cho nên em không có bao ship được. Bây giờ bà con cô chú anh chị mình là lấy hết combo thì cũng phụ cho em là 30k tiền ship, còn hả lấy một chai em cũng vẫn gửi luôn, nhưng mà bà con cũng phải phụ với em 30k tiền ship đó. Thì cho nên là bà con mình thì nếu có tính kỹ để mà xài cho quanh năm hay là sao thì cứ alo cho em ha. Mà cô chú anh chị nào có xài thì alo cho em, không xài mà có cần tư vấn cái gì thì cũng cứ alo cho em biết được nhiêu em chia sẻ với bà con mình nhiêu. Nói chung á, thì kiến thức á, mình cũng không có nhiều, mà điều mình cũng có làm mai được hơi lâu năm á cô chú anh chị, thì em cũng đã có biết chút ít. Thì cô chú anh chị mình cứ việc có thích cho có tin tưởng gì em thì cứ việc điện cho em. Nếu như có bận á, thì em điện lại, còn không bận thì em nghe liền luôn. Số điện thoại vừa rồi em để góc bên trái bên đây có Dạ Zalo đúng của chị rồi, Úc Phương hay cả nhà. dạ như cái này là bạch mai đọt hồng á nhưng cô chú anh chị đó, thì cái này hiện tại là em cũng đã giao lưu rồi, ở trong này nó cũng đã nhiều giống là như Bình Lợi nè, Nhị Ngọc Toàn, Sài Gòn, Như Ý, rồi các giống như giảo cánh tròn đồ gì, nói chung em có nhiều giống lắm cô chú anh chị mình. Mà nếu có thích mà cái cây mai đế đẹp này thì cứ alo cho em ha, rồi về tập nuôi đồ chơi luôn. Thì nói chung em có giao lưu hết, thì lớn nhỏ gì có hết đấy, nhưng cô chú anh chị. Rồi có gì cả nhà cứ kết bạn Zalo với chị giúp em nha cả nhà. Tiếp tục là em tới cái mặt hàng mai chơi Tết nha cô chú anh chị, Rồi là cái này là cái cúc phượng. cúc Cúc phượng phượng. này thì nó cũng được ba mùa rồi nha cô chú anh chị, thì coi như là nụ là nó bao nụ luôn á. Rồi cái gốc Nó này cả là nhà. cái dòng cúc phượng thì
Bông mới là bông chuỗi nha, Dạ. bông chuỗi chứ không phải là bông bông chùm như cái mai bình thường của mình. Dạ. Nó cũng là chùm nhưng mà nó ra thành cái chuỗi Dạ. đó, tại vì hồi hồi sớm có cái chuỗi thì chị đóng cho anh khách kia tiêu rồi Dạ rồi. đó. Thì ví dụ cô chú anh chị nào mà muốn xem cái mặt bông của cây cúc phượng coi nó ra sao thì cứ kết bạn đi rồi em sẽ gửi mặt bông cho mình coi ha Dạ. đó. Cái gốc bên đây em lấy chắc cỡ chừng ngón tay cái không hả chị Ừ đúng Diệu rồi Phương? cưng, thì nói Dạ. chung này nó tầm 5 ngón tay bỏ thì út mình ra đi Dạ đó. rồi. Thì cái cây cúc phượng này chị giao lưu với bà con mình là 200.000 một cây, Một cây 200 rồi ngàn. một cây chị gửi hàng bao ký ship cho bà con mình luôn ha Dạ, còn chiều cao đó. mình lấy bao Chiều nhiêu cao được mình chị? lấy khoảng 40 ngang 40 đi cơ, Mình cao 40 ngàn nhưng 40. mà nó hơn ha, Dạ, chị rồi bảo đây cả đảm nhà là nó ơi. hơn. Nút Ừ nụ đây cả nhà. mình lấy thì vậy đó cho nên bà con mình dễ xài Dạ, đang nằm ở đó. thùng C8 cả nhà. C Cúc Phượng C8 Thanh Trân cả nhà ha. Đó, bông thì bông chuỗi cả nhà. bông Rồi, chuỗi, bông 200 gốc ngàn một rất cây. là nhiều Gửi hàng đó. vào bao ship luôn. Dạ. Rồi cái này là tới cái siêu bông Bình Lợi. Dạ. Cái lô gốc này á, thì em nó có cái dày nha, nãy tính kêu trọng đi qua với em qua vườn quay mà thôi em thấy nó hơi mắc công quá, thôi Dạ. vì sẵn có hàng like của em đây thôi em quay luôn. Rồi góc vườn nè cả nhà Thì ơi. cái gốc vườn này thì nó tầm 15 tới 17 hoành gốc nha cô chú anh chị. Dạ. Thì cái gốc thì luôn luôn lúc nào cũng củ đế Dạ. hay là quạt dáng tược cũng Ừ. có luôn. Dạ. Thì cái này nó có 3 giống, Ba một giống là ơi. Nghệ Ngọc Toàn, hai Dạ. là Bình Lợi, ba là Sài Gòn. Dạ. Thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 một cây, Càng vậy là em 500 gửi ngàn. hàng vào bao phí ship Dạ. đó. Gửi hàng bao ship À, luôn. cái này là dạng bonsai Dạ. nè Cái này thì ha. bó bầu gửi cả nhà. Đúng rồi, bó bầu gửi Cái lô này là đó. chậu 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 ba chậu đó ba tấc cưng. không hả chị? À, Dạ. nè còn như vậy là dáng cao nè cô chú anh chị, Dạ. dáng cao dáng tược ha. Dạ. Thì cô chú anh chị mình á là có thích cái tầm nào thì cứ việc nói cho em ha để em Dạ. lựa. Dạ. À, cũng như cái kia hồi nãy thì nó hơi lùn, Dạ. còn này nó cũng cao Cái này phân nhưng mà tàn cái giá dù cả thì nhà. nó cũng vậy nha cô chú anh chị Dạ, bằng giá đó. là 500 cây hả À, chị? 500 một cây. Dạ. Thì trong khi đó cái lô này là nó có 3 giống á, kiểu Dạ. như là chị nói là Sài Gòn, Thủ Đức với Sài Gòn Bình Lợi của gì hả chị? Sài Với Gòn Nhị Bình Ngọc Toàn. Lợi, Sài Gòn Bình Lợi với Nhị Ngọc Toàn Dạ. đó. Dạ rồi. Thì cô chú anh chị nào đó, có thích thì cứ alo cho em. Dạ. Ở đây em cũng có phôi để về cho cô chú anh chị mình ghép thế này nha Phô này là phô quấn đó. rễ này cả nhà. Phôi này là ví dụ như cô chú anh chị Thùng lấy C6 ha. là một cây Một thì cây. em bán là 150.000 150 bao một phí cây. ship Gửi hàng nha. vào bao ship luôn. Ủa, 2 cây thì em bao phí ship. Một cây gửi hàng hả chị À, ha. một cây gửi hàng, Dạ. còn 3 cây á thì 400. 3 cây thì 400 À, ngàn bao ship. đó, Dạ, bớt được 50 ngàn. bớt 50.000 và bao Dạ. ship luôn. Cái gốc này thì có chừng ngón tay trỏ cả nha. Đúng rồi, Nó đã lên tựa khỏe mạnh hết đẹp rồi nè lắm. cả nhà. Cái tược này thì cả nhà mình về mình có thể mình Này cắt có mình ghép nhiều được rất là nhiều nha cô chú anh chị. Này tại em nè. À, lấy là về chung luôn là hả chị? chị Này em là bao C7 nè chị. chung luôn hết trơn. C6, C7 là chung Ừ, giá luôn cả chung nhà. giá luôn Dạ. đó. Thì cái gần quần thân thì có chừng ngón tay trỏ của em xíu Đó. xíu cả nhà. Rồi em nói luôn cái gì nữa nè, Sao thí dụ như giờ cô chú anh chị mình nói bây giờ em chốt 3 cây chị? Dạ. thì là em sẽ muốn ghép với giống mai gì em sẽ ghép luôn rồi em Là gửi. có cộng thêm gì nữa không chị? Không không chị không cộng tiền Ồ. gì hết trơn á, tại vì Dạ. bo nhà mình hiện giờ nó À. nhiều giống quá rồi, Dạ một dạ. hai bo mà đâu có thành vấn đề gì. Dạ rồi. Thì hôm nay là chị đóng cho khách thì đa phần là 2 bo. Dạ. Thì thí dụ như bây giờ cưng thích mấy bo chị đóng mấy bo vô coi, chứ Dạ. không có gì hết trơn á. Dạ. Nói vậy đó. Dạ Thì rồi. đó, thì cô chú Wow, anh chị tiền quá nào ha. thì có thích cái gốc này Dạ. mà muốn cái giống gì Dạ. thì Nếu mà em ghép vườn có thì vườn ghép, ghép còn không có luôn thì thôi. cho. À, Dạ. còn hả muốn về tập ghép đó, thì lấy về tập ghép Mình gửi bo cho cả nhà mình ghép được anh chị ha. được Dạ. Sẵn được hết, dễ lắm. ok luôn. Không lấy bo cũng được luôn. Nói chung thì Rồi. cái bo thì chị cắt chị vô trong cái chai thì đi thì khoảng 2 3 ngày ghép bình thường. Dạ. À, Rồi. chị cũng có nhiều lúc chị cũng phải mua bo ra gửi về vậy nhân Dạ. cưng. Cái Những này là bán phôi tặng thêm bo luôn, có dạ thể đúng ghép rồi luôn cũng được nữa. ghép Dạ. luôn. Hôm nay ghép luôn nhiều lắm đó nha. Vậy hả chị? Ừ. Tại vì ví dụ cái cây thành phẩm của mình bây giờ thì nó không có cái đế này, Dạ. mà bây giờ cô chú anh chị thích cái đế này Dạ. thì giờ mình sẽ đóng giùm cho cô chú anh chị mình cái bo vô. Chiều khách hết mức luôn ha. Ủa Rồi cả nhà chịu tham hết mức khảo luôn nha. Dạ, á. số điện thoại nhà vườn góc bên trái bên đây, cứ liên hệ với chị giúp em nha. Cái này là tới cái này là giống giảo cánh tròn nha tổng. Dạ, giảo cánh À, tròn cả nha. giảo cánh tròn đó bà con. Thì Rồi, giúp tượng. cái giảo cánh tròn này thì cái dáng nó hơi ba ba chút nha, Dạ. nhưng mà ba cái này chưa đúng bài bản của sách vở người ta đâu, nghe Dạ. mình nói bạn cười chết luôn á. Dạ. Cái này cũng như thấy
cái cây cái dáng nó hơi nghiêng nghiêng rồi Dạ. thôi mình sửa vậy thôi. Dạ. Chứ mà nói món nấu bay là mấy anh chị nghệ nhân đúng bài bản người ta cười à. Thì coi như là cái cây giảo cánh tròn này em giao lưu với bà con mình là 350 một cây Cây này là ba nha, trăm rưỡi, cây ba này cũng trăm già rưỡi mùa lên nụ già hết mùa trơn rồi ở cả này nhà ngay ơi. chưa Tết mà. Dạ đây Cái cả này là nhà, mặt mặt hàng này mặt hàng chưa Tết. à để em bắt lấy cái nhà mình Thì xem nước lụa nè, lụa kim nè cả nhà. cái cây dáng đứng chị cũng còn, Dạ còn không chị, biết ở đâu rồi, không chị biết kiếm thì cây có học để đâu em quay cây này. Cây này nãy chị nói nhiêu ạ chị? ba trăm rưỡi Ba tôi trăm nói rưỡi cả là nhà ơi. Cây này mình ghép được cây ba cây chột, mình ghép tường nha. Cái hoành này cả nhà, hoành này chắc ở chừng 14 15 gì đó cả nhà, 13 14 15 gì trong khoảng khoảng đó em độ chừng nha, không có thước ở đúng đây. rồi Dạ rồi cây này nè, ba trăm rưỡi. Cái cây này đây thì cũng như giống như cái chị cây này em là nói, cái dáng này nó hơi bye bye nha thôi cả bye nhà. bye ấy nha, chứ Dạ không phải cái đó là là chị bay em, bay đúng bài bản nha. chị em nói nha. Cây Rồi cây này là sao vậy, cây này mà ấy, thì cũng là giảo cánh tròn luôn hết cưng dạ đó. vậy mình gọi cây đó số 1, số 2 gì cho dễ phân biệt hay sao Thì chị? ví dụ như giờ cô chú anh chị mình nói lấy cái dáng bay cho anh thì Dạ chị lấy cái dáng bay rồi lấy cây đó. à, vậy đi cho nó dễ. Dạ Mà chị còn nghĩ chắc cô chú anh chị mình thấy cái này lạ chắc thích hơn dạ đó. Bây giờ về cái vô cái chậu đẹp đẹp cái nữa ha, dạ cái để cho nó bay bay ra trước ngay chỗ cái ghế bàn của dạ bà ha, dạ dạ hợp ha, dạ thấy được cưng á, thích không? được á, dạ Cưng được. thích Rồi bây giờ không? dạ mình tới cái cây này đi. À, Cây này thì cái hoành nó cũng hình như tương nó cũng đương cỡ như cỡ vậy luôn. à, Dạ thì chị giao lưu với bà con mình 300 ngàn cây này là 300 nha. ngàn. Dạ À, cây này thì nó hơi rẻ hơn cái cây bay chút xíu rồi mình đó. ghép được Ừ, 4 chột, cây này 4 chột. bốn Hàng này là chậu hàng nụ nhiều nha cả nhà, à, em thấy nó lên kim nhiều hết trơn rồi nè. Đó cây này là 300 ngàn. 300 ngàn. Dạ rồi cây này thì không phải bay ha, cây kia Không bay thì bay. cây này Ừ, nó không có bay. cây này không bay, cây này ở lại, cây này không bay. Phân biệt Rồi vậy đi. tới đây là quyền bảo trang. Này là Quyền cúc bảo quyền bảo trang này trang cái là nha. cái hàng này hàng lấy bo nha cô chú anh chị Dạ đó, hàng này hàng hàng lấy bo làm giống nha. à, Dạ hàng làm giống á. rồi cũng đã vô dây sơ sơ, mình ghép tường Ghép nha cả nhà, ghép được tường ba cái chột. này thì cũng gốc vườn dạ đó, cái này là về mình lấy giống là hơi nhiều luôn rồi nha. dạ Thì cây này em giao lưu với bà con mình là cũng 300 ngàn một cây 300 ngàn một nha, cây bao cái luôn, ship nha cô chú anh chị bao ship, mỗi đó. cây là bao ship hết nha Dạ cả nhà. em bao Rồi ship hết gốc này thì nó to hơn hai cây nãy nha. à, Dạ, gốc nhưng này mà có hình chừng như 17 18 gì đó. không được đẹp hơn Dạ đúng rồi. cây nãy Dạ vậy đó. rồi dáng Và cũng để được. chị còn một cây, Cây gì nữa chị ơi? một cây bình thường, hơi hơi bình thường chút, Cây là sắn một này cả cây nhà. sắn Dạ từ nữa sắn. ha. Còn sắn, sắn lớn lớn mà dáng long á thì em Dạ có còn cũng vài chục cây sắn lớn dáng long. dạ đặt Cây kẹo này luôn rồi cả nhà. sắn này rất là nhặt nha cô chú anh chị, Dạ rất là nhặt luôn đó. Nụ thì nó cũng theo nùi từng nùi mắt luôn lá nha cô chú anh chị nè. đó. Nụ tại vì cái sắn nó sắn lại thì thành thử ra mình thấy cái nụ nó nhiều, Dạ tại vì từ nụ nó theo từng cái mắt lá mà nó đã dạ sắn sắn lại rồi dạ nó kiểu như thì nó thành rút thử rút ra lại cái nhà. nó dạng nó cũng như là siêu nụ luôn Dạ đó. còn cái gốc cái hoành bên đây cũng cỡ chừng chắc cũng cỡ chừng 10 15 16 gì không Đúng chị rồi, ha, cỡ cỡ cũng đó đó. tầm 16 ạ. Dạ cây này cũng có chân nơm lên một chút nè cả nhà. Có luôn. Rồi cây này mình giao lưu giá nhiêu vậy chị? À, cây này chị giao lưu với bà con mình 400 ngàn nha, 400 cây ngàn, tự cao sắn. khoảng chừng hai gang tay á cả nhà. Cây này thì Sắn 400 thì nó ngàn nha. ngay nó không có cao như các loại cây kia được. Dạ À. nó rủ xuống không à cả nhà. Đó, hàng này mình chơi mình cứ thả tự nhiên cho Rồi nó rủ xuống là được, khỏi cần vô dây chỉnh sửa gì nhiều ha. tiếp tục á là chị em qua cái giống là giảo siêu nụ hen cô chú anh chị. Dạ hàng gốc Đó, nhớt cả nha. giảo siêu nụ. Rồi giá Cái siêu này nụ. là em sẽ giới thiệu trưng bày cho cô chú anh chị mình, chứ những mặt hàng này là em còn rất nhiều ha. Dạ ở dưới vườn hả chị? Ở Mấy cây này dưới kiểu như vườn là rất là nhiều. mình đem lên mình Đúng like rồi, thôi cả nhà. em về Dạ rồi sẵn rồi, em quay luôn, em giới thiệu cả nhà mình mấy cái khỏi đi ra ngoài tượng bắt trưng đầu. ha. Ừ. Chứ thì cô chú anh chị nào đã có coi qua những cái clip kia thì em cũng có đi vườn em quay hết rồi cô chú anh Dạ chị đó. cái lô này liền cốt luôn rồi chị Phương, còn xíu nó liền cốt, gốc Đúng này rồi có chừng ngón cưng, tay cái của em đó nó cả nhà. liền có hết trơn rồi. Dạ Ừ. rồi giá mình vô luôn sao đây chị? Thì chị giao lưu với bà con mình là 250 một cây, Một cây hai trăm một rưỡi cây chị gửi hàng và bao phí ship, dạ mà nếu như hai cây thì chị để cho bà con mình 400 à ha. bớt được Nếu như một cô trăm chú anh ngàn luôn. chị nào mà lấy hai cây là rất lời nha Dạ đó, rất lời được bao ship và bớt được trăm đó. ngàn luôn. Tại vì em cũng nói thiệt luôn là cái số lượng cây này em còn hơi hơi nhiều quá cô Dạ chú anh chị, siêu nụ nè tại cả nhà. vì giờ chứ lúc trước là anh nói thật lòng là em bán tới 300 ngàn cây luôn Dạ á, thiệt tình luôn. cái lô này Nhưng chiều mà cao bán mình tới lấy nhiêu đó, lận chị Phương? chiều cao này cưng lấy 50 đi, bán Dạ ngang khoảng 40 50 đi dạ ha, rồi nhưng mà quá đẹp nó luôn. sẽ dư ha. Dạ À, ai đã coi clip em mà hình như chị cũng nói cho tặng mừng luôn nè cô sao chú anh chị? chị của mình á,
là coi clip của em nè, của anh Dạ. Tài nè, Dạ. của Khánh nè, Dạ. là hình như là chị lên clip nào là cô chú anh chị mình cũng có coi hết trơn luôn á nha. Vậy hả chị? Rồi. Có ủng hộ hay không á, thì Dạ. còn theo cái tháng cái thời gian đó hen, chứ Dạ. còn là clip nào là cô chú anh chị mình cũng có coi, Rồi. tại vì ai điện thì cũng có nói là Dạ. theo dõi hết trơn luôn á. Dạ, có sự quan tâm rồi hen. Là Có vui nhiều rồi. cũng mừng hen, cảm ơn Dạ. cô chú anh chị rất là nhiều luôn chứ bộ Dạ đó. rồi, giỏ siêu nụ nha, cái nhà Rồi số lượng có nhiều nha. để Dạ. giờ mình qua cái giống khác nữa nha bà con. Dạ. Cái này là tới là mặt hàng là giảm Thủ Đức nha cô chú anh Dạ, chị cũng hàng đó, gốc nhất luôn nha cả cũng nhà. hàng gốc nhất luôn. Dạ. Thì cái cây này thì nó chưa có được tròn cho lắm đâu, Dạ. nhưng mà hả cái hàng bây giờ ở dưới vườn là em sửa hoàn chỉnh hết trơn luôn rồi đó, Dạ. là coi như là cái cây Thủ Đức là rất là ok nha. Nụ nó lên nè cả nhà. Cô chú anh chị nào có coi theo dõi clip em thường thì biết, mà cũng thông cảm cho em là những cái clip mà cờ trước mà cô chú anh chị đã mua cây rồi nha. Dạ. Tại sao bán giá vậy mà giờ bán thấp hơn em, Dạ. là tại vì thông cảm mà em, tại số lượng cây nó còn quá nhiều cho nên giờ em sẽ hạ xuống đựng cho cô chú anh chị mình có thể ngồi chốt 2-3 cây luôn Dạ. để cho nó mau hết cây á nha cô chú anh chị. Dạ, thông số thì mình lấy làm sao đây chị Bây giờ khỏi cần lấy thông số, cưng là cái mặt hàng chị giới thiệu sản phẩm này là giỏ Thủ Đức là Phương? Dạ. 300.000 một cây 300 ngàn một ha, cây. một cây chị gửi hàng vào bao phí ship, mà 2 cây thì 500 Dạ. nha. Dạ. Đó, 2 cây thì 500 hai ngàn. cây thì 500 đó. Dạ. Nụ thì nhiều luôn Rồi nè cả nhà. tặng cho cô chú anh chị mình lấy nhiều nhiều, ví dụ như giờ lấy cây chơi rồi cây tặng cho ba rồi cây tặng cho mẹ rồi nữa Dạ. vậy đó, ví dụ tặng Còn cho nó mau hết hàng giùm cái lô cho này cái gốc chắc em lấy cái chừng ngón tay cái đi hén chị chị. Phương. Đúng rồi, Dạ, liền cái có ngón 100 tay trăm cái nè cả liền nhà. có 100 trăm Đây nó rồi. Cái liền có Thủ Đức 100 phần này nó trăm. tới 4 mùa, có cây 5 mùa luôn á cưng, Wow. tại vì ví dụ 5 mùa là lý do sao cưng biết không, Dạ. năm nay chị bán không hết rồi chị đôn chị dồn rồi đó chị nuôi luôn, thì có À. cây nó tới 5 mùa mà đâu có năm nào bán được hết đâu, tổng cũng phải Dạ. có gớt lại chứ Là cái cây nó cưng. bị ê Ê sắc nó bị ê ê đúng không? Rồi. Chiều cao cũng khoảng chừng chắc 50 đó 50 cưng, 60 luôn á lấy cả nhà. 50 đi. Dạ. Lấy 50 cho dễ, thì ví dụ như cô chú anh chị mình mà có thích lùn lực thì nói chị lấy lùn lực, Dạ. chứ đa phần á, thì nó cũng là cao nhiều Dạ đó. rồi. Rồi em giờ em qua cái cúc Tân Châu hiếm bà Cúc ta Tân con. Châu cũng là hàng gốc nhớ cũng già mùa nha cả nhà. Em nói già mùa thôi nha. Dạ rồi. Rồi cái gốc này cũng cỡ chừng ngón tay cái em luôn. Cái lô Đúng này rồi. cái gốc nó cũng cỡ cỡ hết chị Phương. Cái này cùng một lô Dạ. á, trọng cái này Dạ. cùng một lô là nó chị ghép nhiều giống trong này luôn Dạ. Đây cả nhà ơi, nút nụ của nó lên nè cả cúc nhà. tân rồi, rồi siêu nụ gì ôi tùm lum hết trơn Dạ. luôn. Thì cái này á là chị giao lưu á là nó hơi rẻ hơn là bên cái hàng là thằng Thủ Đức một chút, Dạ. là chị giao lưu với bà con mình là 250 một cây Cây này là 250 ngàn một cây. à, hai Dạ. trăm năm mươi ngàn một cây, Dạ. mà nếu đặc biệt 2 cây thì nhớ có 400 nha cô chú anh chị. 2 cây thì là Đó 400 ngàn. dạ, Dạ. Nụ lên nhớ nè cả nhà. lấy nè hen, lấy phải lấy 3 cây luôn nè, 3 cây cho chưa mẹ sao chị? nè, rồi cho mẹ vợ nè, cho mẹ ruột nè, rồi cho mình nữa nè, lấy 4 cây luôn nha mấy Tính dữ anh. dằn ha. Bởi Sắp vậy xếp phải sẵn hết hạ trơn rồi. thấp xuống hả tối đa có thể luôn mà, để cho mấy Dạ. anh mua tặng biếu rồi cho mấy anh đỡ ngán chút á Dạ cưng. đúng rồi. Rồi Rồi cả rồi nhà để tham em khảo qua hen. mặt hàng nữa khác nữa nha. Dạ. Rồi tiếp theo là cái này là cúc đọt xanh nha. Dạ. Cũng Cái cùng một lô luôn. cùng một lô luôn, Dạ, khác cái giống mặt thôi. bông của cúc đọt xanh này á nha cô chú anh chị, Dạ. nó to như bình lợi vậy đó, Dạ. nhưng mà có một cái là nó nhiều cánh hơn bình lợi À, bông cúc cả đó. nhà. Cúc Đó, đọt xanh nha cả cúc nhà. đọt xanh, cúc ti thi rồi đó, anh chị nào có chơi qua thì đã biết cái mặt bông như thế nào. Dạ, Còn nụ nếu nó lên như đây cả anh nhà. chị nào mà chưa có chơi á, chưa có biết á, thì Thì muốn biết mặt bông thì cứ nói mình em gửi sắm cho. thử. Dạ. Rồi, cái này cũng đồng giá luôn hay sao Cái chị? này cũng đồng giá luôn cưng, Dạ. mà chị nghe đâu á là nói là mấy anh ở ngoài miền Trung miền Bắc rồi này kia á, là cái này cái khí hậu cúc đọt xanh này rất là thích luôn á, Dạ. rất là hợp với ở ngoài cái À. giỏ Phú Tân Dạo Phú đó. Tân nữa hả chị? Dạ. Đó. Ừ. Rồi cái nói chung là cái form này thì nó cao khoảng chừng 50 60 không mà Đúng cả rồi, nhà. 50 60 không à, Dạ. mà ví dụ như cô chú anh chị nào có thích lùn hơn thì em nói em lựa lùn hơn Dạ. cũng có, chứ không phải là cao gì không, À có dạ. lùn hơn nữa. Dạ rồi, cả nhà mình Rồi tham khảo hàng thêm một giống nữa đồng giá dạ, hen cả thêm nhà. một giống nữa đồng giá là 250 ha, Rồi, cúc đọt xanh nha. nhớ lấy 3 cây nha cô chú Dạ. anh 3 cây đừng chị. giảm giá hen cả nhà. Tiếp theo cái này là giống mai Đại Lộc nha cô chú anh chị. Đại lộc cả Đó, nha. Rồi.
Đó, cô chú anh chị Đại Lộc nào nụ đã dữ lắm á. có chơi qua bông Đại Lộc rồi thì biết cái bông nó là ok Dạ, nụ nó lên này ha. cả nhà mình xem cái Nhưng lúc mà nụ nó em lên cũng nhắc cho cô chú anh chị mình một điều đó là cái khuyết điểm của Đại Lộc nè. là nó cũng có hơi bị đốc ở trong đó nha, mà Dạ. không biết là cây nào ha, Dạ. chứ nhưng mà em bảo đảm là nó sẽ có bị đốc. Dạ. Ít nhiều hả chị? Không biết cây này đốc hay là cây nào thì mình không biết trước được, Dạ. không phải đốc hết một cây, Dạ. kỳ lắm, một nhánh thôi À một nó nhánh vậy thôi á. hả? Thì ai đó có chơi qua Đại Lộc thì đã biết rồi đó, thì Dạ. bông thì nở thì rất là lâu ha, Dạ. nhưng mà có cái thì cái khuyết điểm của người ta là vậy đó. Dạ, bị đốc là lâu lâu thỉnh thoảng nó nở Dạ năm à. năm năm cánh cả nhà, Rồi thì năm cái cây cánh. Đại Lộc này em giao lưu với bà con mình đó là 200 ngàn một cây. 200 ngàn một Đó, cây. một Dạ. cây em gửi hàng cho bao ship tiếp luôn ha. Dạ rồi, số lượng thì mấy Số cái lô lượng này nhà thì vườn mình có cũng nha cả còn nhà. được vài trăm cây Vài trăm đó. cây, dạ. Thì nói chung thì số lượng của Đại Lộc thì nó hơi ít hơn Đại Lộc với hàng Phú Phượng, nó À. hơi ít hơn mấy cái Dạ. giống kia chút xíu Ờ à, vậy cũng đó. mừng Rồi cái tiếp theo là em giao lưu với bà con mình là giỗ nhung nha cô chú anh chị. dạ, dảo Giỗ nhung. nhung này thì cái bông cũng rất là bự Dạ, ha, đúng rồi. cô chú anh chị nào có xài qua giỗ nhung rồi biết á, Dạ. bông là rất là to luôn. Ờ nụ Nói nó chung lên là nè cả có nhà. cái là người ta là dòng giảo nha, người Dạ. ta không có nhiều cánh nha. Dạ. Ừ. Rồi đây cả nhà Rồi mình tham khảo thì cái phơm cây này khoảng chừng 2 gang cả nhà. đúng rồi Dạ. đó. Rồi. Thì cái cây này á là em giao lưu với bà con mình là 200 ngàn một cây, em bao phí ship 200 một đó. cây Thì bao phí còn ship. ví dụ như lấy hai cây á thì 350 Dạ, nha, dạ. hai cây 350, một Dạ. cây á thì 200 ngàn bao ship. Dạ. dạ, hai cây thì 350. Rồi, Rồi dảo nhung nha cả bữa nhà. nay em sẽ có cái giá ưu đãi khuyến mãi cho cô chú anh chị mình lấy số lượng nhiều ha. Dạ. Nhị Ngọc Toàn nha cô chú anh chị, Dạ. nhị Ngọc Toàn hồi nãy á là gốc vườn gốc lớn ha, À. cái này cũng gốc vườn mà điều nó nhỏ hơn, Dạ. mà điều chi cành nó đầy đủ, nó bị vàng vàng ngày tháng hơn á nha cô chú anh chị, Dạ, cho này cả nên nhà, bông nụ nó rất lên là nè cả nhiều nhà. luôn đó, Đây, nụ nó lên bông nè cả rất là nhà. nhiều Hàng này nó đó. cũng nở chùm không cả nhà, nó đi chèo cũng rất là ok luôn á. Thì cái gốc bên đây hoành chắc em lấy cái chừng 15 đi cơ. 15 hả chị? Lấy Dạ. 15 đi, thì chiều cao nó chắc cũng cỡ chừng 40 đi, Dạ. cỡ ngang 40 đi Em trị hao rồi thì nha cả chắc nhà. luôn. Dạ. Em bảo đảm mua vườn mai của Phương là không bao giờ thiếu thuốc tất. Dạ, dư nhiều dư Em ít không thôi có không? đo mà cong cong mà vòng vòng mà để cho nó kéo cái kích cỡ mình ra Dạ. đâu. Giá mình giao lưu nhiêu cây như vậy Thì chị? em giao lưu với bà con mà nó là 250, 250 em rưỡi bao một phí cây. tiếp nha. Dạ. Đó, nhớ nha bà con, nhị ngọc toàn lá xanh là Dạ. ok, Dạ. còn nhị ngọc toàn cẩm thạch thì không ok nha, Dạ. tại vì nhị ngọc toàn cẩm thạch là nó ra bông thôi, thay vì mình chơi bạch mai nó tắn tinh nó đẹp hơn Dạ. đó, nó không phải buồn như nhị ngọc toàn tại lá cẩm thạch đâu Rồi, cả nhà đó. mình tham khảo cái lô này mình còn nhiều không chị? Ở lô này chị cũng ít chứ không nhiều lắm cưng. Dạ. À, nói Rồi. ngay cái lô này là của nhỏ em chị chứ không phải của chị. Dạ. Tại tối chị lấy về chị la chị bán nè, Dạ. còn giờ chị giới thiệu với bà con mình luôn Dạ rồi, đó. cả nhà mình tham khảo nhiều toàn lá xanh nha. Rồi tiếp theo là cái dòng mai này là dòng mai cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, cúc thọ hương này á là em có hai loại, một loại là nó ở thùng C Dạ. và một loại này nó ở trong chậu này là chậu 2,5 Dạ, ha. dạ. Thì cái chậu 2,5 này thì em giao lưu với bà con mình đó là cũng 250 một cây, 250 một thì cây. hai cây là 400 Dạ, ha. dạ. Còn như ở trong cái thùng C á, thì nó rẻ hơn, Dạ. thì cô chú anh chị mình có thích cái nào thì nói em mua cái nấy cho. Dạ. Nói chung á thì Rất bữa cũng nay to thời cả nhà. điểm này Ừ. là nụ nó cũng đã có ra rồi, mà điều nó thì không phải như những cái dòng mai khác, Dạ. nụ thì nó ít hơn nhưng mà có một cái là bông nó ra bông chùm Dạ. thì bông thơm nở lâu tàn nó, nên thành thử ra là nó được cái đó ít, Dạ. tôi ít mà tôi dai thì tôi sẽ Dạ. thành nhiều. Dạ, rồi. Cái cây này em thấy Đó cái tàn cũng bự hết chưa không? tàn đều bự lắm cơn, mà Dạ. đa phần ở dưới vườn bữa nay là chị sửa muốn giáp hết rồi À, đó. dạ. Thì cô chú anh chị nào có thích thì chị sẽ lấy cái cây sữa cho, Dạ thì rồi. cũng như là giờ thôi chị em hôm qua cái mặt hàng mai tàn luôn À, nha, giờ mình đi xuống vườn mai rồi tàn. đi xuống vườn mai tàn luôn cơ. Dạ. Rồi bây giờ em cô chị em tới cái lô hàng chậu sáo nha cô chú anh chị Dạ. đó, rồi hồi cái gì tụi em quẩy cho cô chú anh chị mình coi Dạ rồi, cái mai điểm gì, tàn nhân cả nhà. bữa nay mới cho mấy cô chú anh chị mình rửa mắt một bữa nha. Rồi mai tàn cả nhà ơi, chậu này là chậu sáo nha. Chậu Cả nhà sáo. xem cái vàng nút nụ này cả nhà. Đó. Nút Đây cả nhà nụ ơi, nút nụ rồi. vàng, nút nụ là nói chung là bây giờ khỏi chê Dạ. đó. Rồi múc ở trên này nữa nè cả nhà. Cây này nụ quá chừng luôn nè cả nhà ơi. Dạ thì cái thông số của cái lô này thì sao đây chị Nó tầm
19, 20, 23, 24 trở lại đó cưng. Dạ. Đó. Ồ, Nó lúc đầu tầm 20 là nhiều. cái hoành thì tầm 20 là nhiều. Tầm 20 là nhiều. Dạ. Đây cả nhà ơi, để củ nở thôi nha cả nhà. Còn chiều cao tán ngang khoảng chừng bao nhiêu được chị? Cái này chiều cao á, thì khoảng mét mét rưỡi đổ lại hả cưng. Dạ, Rồi mấy rưỡi đó lại. rồi chiều cao chắc cũng được chừng mét 7, Dạ. mét 8. Dạ. Thì cũng mét rưỡi ăn lên á. Dạ. Còn giá thì sao chị Phương? Giá á, thì nếu như cô chú anh chị mình nó là lấy lẻ một hai cây chơi á Dạ. tầm 1,5 triệu ha. Dạ. Còn chị bao ship nha. Dạ. Còn ví dụ như cô chú anh chị nào mà lấy cái giá sỉ á thì cứ alo cho chị đi, là chị chốt cái giá sỉ là ít nhiều gì vậy đó, Dạ. 50, 100, 200 cây gì vậy đó, Ừ, thì chị nụ nó lên rồi cả nhà. chốt cái giá sỉ cho cô chú anh chị mình. Dạ rồi, lẻ cả nhà mua 1 cây 2 cây thì giá là 1,5 triệu bao ship. Còn cây thì sao thì cả nhà cứ gọi rồi mình chọn cây cho dễ hắn chị ha. Rồi như đây nhà cưng, cưng lại đây cưng quay cái chậu năm giùm cho chị đi, tại vì cũng như nó có cái hàng chậu năm nữa Dạ. mà chậu năm á thì chị để ở dưới, chị đem lên trên có mấy cây hả, Dạ. em đây có mấy cây về đặng cho chị cũng tính quay lại bán Dạ. á. Chị ơi, chậu 6 này số lượng mình khoảng chừng bao nhiêu cây vậy chị? Chị được chậu chậu 6 được 300 cây đó cưng. 300 cây chậu 6 cả nhà, một xíu nữa có hàng chậu 7 nữa cả nhà ơi. Còn này thì chậu 5. À, nhỏ Chậu nhất là 5 chậu này 5 cả thì nhà. 1,2 triệu. Cây này Thì thì 1 triệu 2. chị cũng À. bao phí ship. Dạ. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà lấy sỉ bán thì chị sẽ báo cái giá sỉ tùy theo ít nhiều ha. Dạ. Cái này chậu 5, bị chậu 5 chị ăn gian chị trồng, mà chị để ở dưới ruộng chị trồng mai chậu của mai chậu ở dưới mai bồn ở dưới á, Dạ. cho nên chị ăn gian chị để xuống khoảng giữa Rồi, cái đó. tàn tròn vo luôn nè cả nhà. Cái chè tàn chậu 5 thì nó ngay thấy thương lắm, nó nhỏ À. nhỏ nhưng mà nó thấy thương lắm. Dạ. Nó cao tầm mét 2 à cơn, Cao tầm tán một gian thước cũng hai. chừng mét mét 2 vậy đó. Dạ. Nụ nè Nhiều cả con nhà. cái thì nụ khỏi chơi luôn Cây nào đó. cây nấy lên nụ rất là nhiều luôn rồi cả nhà ơi. Nói chung thì cái vàng lá của cái thằng chậu 5 chậu 6 này nó không đạt lắm, nhưng mà cái vàng nụ thì Dạ. nó đạt Dạ. đó. Thì Dinh dưỡng nó vô nụ hết trơn nè cả có nhà. mấy anh ở ngoài Quảng Ninh cũng mới vừa coi á, Dạ. cũng tính chốt, mà điều mấy anh chốt nụ ngoài chứ không có chốt lá. À, Tại vì mấy nụ anh ok đó là được hả chị? là về tới hai mấy mấy anh mới về Dạ. đó. Rồi thì mình số lượng mình còn khoảng chừng hồi nãy chị nói khoảng chừng bao nhiêu cây Thì chị Phương? chậu Chỗ chậu năm năm là này là gì? 200 ngoài đó cưng, 200 còn ngoài. chậu 6 thì 300. Chậu 6 thì 300. Dạ. Rồi đây cả nhà ơi. Cả nhà lấy số lượng thì cứ liên hệ chị, giá tốt lắm nha. Còn lẻ thì 1 triệu 2 một cây Chị bao cũng ship. mang cây chị bao ship, bất Dạ. kể ở đâu, Dạ. Sài Gòn đồ thì chị sẽ gửi nguyên chậu, còn ở miền ngoài thì chị sẽ bó bao. Dạ mấy cái này là đế củ nở nha cả nhà. Cả nhà thích thốt Cũng thân như thấp thì nói chị là giùm em cái được. hàng nhỏ nhỏ vậy á thì em đi em bó bầu được, còn cái hàng chậu 7 thì em không có, chắc em không đi được đó cô chú anh chị. Chậu Cô chú 7 thì anh phải chị gửi xe hả chị? gửi xe. Dạ, có tiếng xe thì nhà vườn gửi xe hả cả nhà. Đó, à, cái tàn rất là đẹp luôn. Này cả nhà ơi. Rồi cho em xin thử một vòng luôn chị Phương ơi. Đây cả nhà, cái cây này Mà cái có tàn tròn cây vo này luôn ăn gian được á. Đúng rồi, đỡ. ha, Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Còn bây giờ hai chị em qua cái hàng chỗ chậu bảy 7 tấc nha cả nhà. giờ cuối clip á chị em xuống giới thiệu cho bà con mình á là cái lô mai chỗ bảy ha. Dạ. Rồi á là cũng như nó có hai ba cỡ chậu luôn nha cô chú anh chị Dạ. đó. Thì cái này chậu bảy đó, Dạ. thì cái này hoành gốc nó là từ 26 ăn lên đó nha cô chú anh chị 26 trở lên cả nhà xem đó. cái tàn rất là đẹp luôn nè cả nhà. Dạ Ừ. nó tới Wow. ba mươi mấy luôn nữa đó. Dạ. Còn chiều cao Thì tán ngang nhiêu vậy chị? chiều cao này á là hổm là chị có đo rồi á là nó được là 2,3 m, 2,5 m, Dạ. tán ngang bây giờ á là nó tầm á là 1,8 m, Dạ. 2 m, là Dạ. cũng như á là cái này là chị đã con chị đã chỉnh rồi đó, bây giờ tới Tết là nó ok cái tầm này vậy đó. Dạ. Ừ. Đó là coi như là nút nụ rồi này kia là tới mình chỉnh tàn tới đâu là nút nụ tới đó Dạ. đó. Nụ bữa nay là nó rất là no nụ hết trơn rồi Rồi để đó. em quay cái dàn nút Bữa nụ nay cho cả là nhà mình giờ là xem. nụ chứ không còn là nụ kim nữa nha. Dạ. Ôi, cả nhà Thời xem điểm nè cả này là nhà. giờ nụ chứ hả, không còn là nụ kim nữa. Dạ. À, cái còn cái giá mình cho luôn sao đây chị? Thì cái giá á, thì coi như á, nếu như cô chú anh chị mình lấy sỉ thì nó có cái giá sỉ ha, Dạ. là còn còn lấy lẻ thì nó cũng có cái giá lẻ trong nó. Thì Dạ. nó ví dụ như bây giờ á, là 1, 2 cây hay là 5, 10 cây gì thì cô chú anh chị cứ alo cho chị đi rồi Dạ. chị báo giá nha. Dạ. Tại vì cũng như á, là tùy theo cái số lượng cây Dạ. nữa thì chị sẽ báo giá cái số lượng cây đó, nó khác cho cô chú anh chị mình nó dễ Ồ, hiểu. cái tàn này cả nhà, quá chừng cái cây này cái tàn đẹp ghê cả nhà.
Nói chung cái số lượng cây của em là rất nhiều, Dạ. tới 200 cây. 200 Thì cây. ví dụ như cô chú anh chị mà có sỉ thì cứ alo cho Dạ. em sẽ bao mặt hàng bông, làm bông đồ này kia là tới cái thời điểm mà cô chú anh chị lên lô luôn. Dạ. À, vào cho miền Nam hay miền Bắc gì cũng vậy. À. Nếu lấy số lượng sỉ thì em Dạ. sẽ làm bông cho mấy anh chị đi chợ qua luôn. Dạ rồi, quá tiện luôn hen cả nhà. Nụ nó lên quá chừng luôn nè cả nhà ơi. Đây cả nhà, mắt lá là nó lên hết nha. Chậu này là chậu lớn nhất của vườn hả Chậu chị? này là chậu lớn. Lớn nhất của vườn, cả nhà xem cái tàn này cả nhà. Em quay xa xa cả nhà mình xem nè. Nó tàn tròn vo luôn, thấy nó to mà nó tròn vô mấy gốc này nè cả nhà. Còn cái hoành nãy dao động hình giống như nãy chị nói là từ 20 Từ 26 ăn lên tới 26 ba trở mươi lên mấy nha cả nhà. luôn. Thoát thân cao, thoát thân thấm gì cũng có nha. Chậu này là chậu 7 cả nhà ơi. Số lượng khoảng chừng 200 cây. Em đi ngược ra nha cả nhà. Ồ, cái cây kế bên này nụ quá chừng luôn nè chị Phương. Cây này cả nhà, cái cây này quá chừng nụ luôn nè. Hình như nụ bây giờ nó đạt là 80% rồi. Dạ. Thì cũng như còn một hai cây là nụ nó nhỏ nhỏ á. Dạ. Thì bây giờ mình nên phải nên là chọn lựa lại để mà mình kích phân kích nụ những cái cây nhỏ. Dạ. Nói Dạ. chung là số lượng quá tí nhiều mà đâu có đều được hết được. Dạ. Thì mình Rồi phải mình lựa lại, mình sàng lọc lại. ví dụ như giờ những cái cây nụ to thì chị không có đi phân nữa, Dạ. còn những cái cây nụ còn nhỏ thì chị phải đi phân vô Dạ. đó. Bởi vì đâu phải làm ngày mai mà sướng Dạ. đâu. À, số điện thoại nhà vườn em để góc bên trái bên đây. Cả nhà có nhu cầu mình cứ liên hệ chị. Có giá sỉ nha cả nhà. Có số lượng có giá sỉ luôn. À, mấy Có cây này nút nụ nó lên quá chừng đã luôn nè cả này nhà. thì như cái này thì khỏi cần bàn cãi gì nữa rồi. Nó lên này cả nhà. Vàng ống luôn á. Ồ, nó no. Nhìn bóng vợn. Ồ, đây cả nhà như, như siêu nụ rồi cả nhà. Chậu này chậu bự nữa nha. Để cả nhà mình xem nè. Đây Ồ. có mấy cây thiệt là làm như siêu nụ luôn Dạ. á, mai giáo riêng mà làm như siêu nụ Đây cả nhà ơi. vậy. Ồ. Đã ghê, cả nhà ở ngoài nhìn nó đẹp hơn em quay đó cả nhà. Có gì cả nhà cứ liên hệ trực tiếp với chị, mình gọi qua Zalo là tiện nhất hết cả nhà. Em quay chủ yếu em giới thiệu vườn, nhà vườn thì có cái mặt hàng này thôi ha. Rồi, hiện giờ cuối clip rồi. Em cũng xin chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dành chút thời gian để coi hết clip rồi có cái nào hợp nhãn thì ủng hộ giùm em ha. Dạ. Em xin cô chú anh chị là coi nếu có gì sơ sót thì bỏ qua cho chị em nha. Dạ. Trong thời gian dài quá chắc cũng làm gì cũng không khỏi Dạ. đâu. Rồi, Rồi. em cảm ơn cả nhà đã xem hết clip ngày hôm nay nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.